Trước thông tin về một ca tử vong do viêm não mô cầu và hai ca mắc mới ở phía Bắc, nhiều người dân đã vội vã tìm đến các cơ sở y tế để tiêm chủng cho trẻ, nhưng hầu hết các nơi đều đã hết vaccine phòng viêm não mô cầu. Tuy nhiên, tin vui vừa được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết là đến tháng 4 tới sẽ có 160.000 liều vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu nhập về Việt Nam. Đây là đợt nhập vaccine viêm não mô cầu với số lượng lớn sau một thời gian gián đoạn. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, hiện nay có hai vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực là vaccine AC và vaccine BC. Đến tháng 4 năm 2016, sẽ có 60.000 liều vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu AC do công ty Sanofi Pasteur Pháp sản xuất và 100.000 liều vaccine BC do công ty vaccine và sinh phẩm số 1 nhập khẩu tiếp tục được cung ứng cho Việt Nam. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh theo dõi sát diễn biến bệnh trên địa bàn và nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, lập dự trù có kế hoạch mua và sử dụng vaccine. Trước mắt, khi chưa có vaccine phòng bệnh, người dân cần tránh tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh này. Nếu đã tiếp xúc thì phải dùng thuốc dự phòng, xúc họng hàng ngày bằng nước muối hoặc các dung dịch sát trùng mũi họng, giữ vệ sinh thân thể, thông thoáng nhà cửa, nơi làm việc, tránh làm việc quá sức và nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.